Nếu đủ duyên thì mượn sát vô nói luôn đi. Nếu tới đây đã đủ duyên rồi thì mượn sát lên nói chuyện đi. Hầu mẹ, trình mẹ, giao mắt mẹ lại mẹ. Và sám hối mẹ đi. Tội lỗi của mình sẽ tiêu xuống. Hồi nãy lúc mà anh em con đi vào á, con thấy cô Hương đang trị bệnh cho cái anh nào đó, là cái anh đó là bị bệnh hay là mình làm như thế nào á cô Hương? Cái anh đó là tới đây á, là về nói về bên tâm linh á. Dạ. Thì người ta tới đây á, thì nhiều người ta tới đây có tâm linh theo tôi sợ lắm. Cũng như có quan gia trái chủ của người ta theo á. Dạ. Rồi củ quyền cũng có, và anh em huynh đệ cũng có, cha mẹ cũng có, nó lúc mất chưa siêu á. Dạ. Rồi tới cái âm cốc này là người ta sợ. Là nhiều người như vậy luôn hả cô? Cũng như ta vô, ta thấy người ta cũng tự nhập lên. Ta tự nhập lên, người ta nói là một, hai cái nữa là nhiều khi ngồi công phu với mình á, là người ta dắt đi liên tục, ta không có cho ngồi công phu. À, ông cậu kế bên là ông nuôi bò rất là nhiều. Là ông cột không à, ông không có thả lan. Cũng như lúa người ta trồng lên á, ta xạ rồi thả thì sợ nó ra nó quần, ông cột không à. Dạ. Không biết bữa đó, không biết cũng là... cũng tới ngày giờ nó sắp sửa ra đi hay sao, nó biết hay sao tự nhiên nó giật dây, nó xúc đi cái nó chạy thẳng qua bên này, mà ruộng đồng trống vậy mà nó không ra, mà tự nhiên mình ở trong hẻm hốc vậy mà nó lủi ngay cái hẻm hốc thì nó chui vô đây nằm. Nằm ở đâu cô Hương? Nó nằm đây nè, cái đầu nó đưa vô cái nhà, mà cái chân cái đít nó đưa ra cây xài vậy nè, là ngay cái vị trí này là cái đầu là đưa vô trong trong nhà, cái đầu nó đưa vô đây thì nó nằm hoài vậy, nó không có đi. Thì ông thầy ông mới qua kêu ông cậu qua để dắt nó về, nhưng mà dắt nó không về, nằm bẹp luôn nó không về. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Quân. Quân mến chúc cô chú anh chị trong nước và ngoài nước một ngày mới thật nhiều sức khỏe, trong cuộc sống công việc được thành công. Hôm nay thì Quân quay trở lại cái con đường đồng ruộng ở trong cái nơi tu tập của cô Hương và thầy Nhuận Pháp. Thì hôm nay Quân cùng với lại bạn Nhật Tấn, hai anh em Quân đến đây để chia sẻ lại cái nơi tu tập của cô Hương và thầy Nhuận Pháp. Hôm nay thì khi Quân đến là ngày trước là Quân có nhận được sự hỗ trợ của một người cô ở bên Mỹ, cô có hỗ trợ tiền cho thầy để thầy xây bục lên để mẹ thờ mẹ lên và làm cái mái che của chú anh chị. Thì hôm nay thì thấy đã hoàn thành rồi, hình như là phía đây, hình như là ngày trước Quân thấy chỉ làm một phỉnh thôi, hình như là nay mới làm theo nè, làm thêm nè cô chú anh chị. Dạ con chào cô Hương, con chào chú Mạnh, con chào cô. Dạ con chào thầy. Dạ, ủa bữa nay ngày gì mà có thấy ở cái nơi tu tập của mình cô chú về đông quá vậy? À, cô chú thì từ ngày thỉnh mẹ về tới bây giờ thì cô chú chứ tới thường xuyên. Dạ. Dạ, sớm viền ở đây người ta cũng tới thắp nhang cho mẹ, mua bông trái cây cúng cho mẹ. Rồi mẹ về đây là ai cũng mừng hết. Là huynh đệ gần xa thì hay tới lui. Dạ. Nói ngay cũng nhờ cái cô bên Mỹ gửi tiền về đó. Dạ, cô Minh Thông. Có cô gì? Xin đào. Cô Minh Thông. Cô Minh Thông hả? Minh Thông. Không, Minh Thông. Thì cũng nhờ cổ cái tiền đào, cô Sóc Đào. Cô Sóc Đào với lại cô Minh Thông nữa. Cô hai cô chung. Dạ. Thì trong đó là thầy có mẹ rồi, mẹ có đem về rồi mà mẹ chưa đem ra ngoài để mà thượng lên. Dạ. Bây giờ thì cũng nhờ bên cô Minh Thông, cô gì? Cô Sóc Đào. Cô Sóc Đào mới dễ nói. Thì tôi thì nói ngay thì Phật tử là đệ tử của thầy. Thì tôi thấy vậy á thì tôi cũng mừng cho cái cô Sóc Đào. Thì cổ có một cái tâm lòng đệ bi, cổ giúp đỡ cho bá tánh. Thì giờ tôi thì cầu nguyện cho cổ là có cái trí tuệ thông minh sáng suốt, làm cô có công ăn việc làm, làm cô có đồng ngăn để mẹ cho cổ, làm cho cổ đi phóng sanh đi làm công đức công quả. Nam mô A Di Đà. Dạ, thật sự thì hôm nay con đến đây thì cũng rất là mừng luôn, và gặp được chú Mạnh ở đây. Mô thì
cô Minh Thông là cô xuất đạo ở bên Mỹ có gửi cho con một cái số tiền gửi cho thầy Mạnh, tại vì cô Minh Thông và cô xuất đạo biết là chú Mạnh là người là làm cái công quả ở trong cái nơi tu tập của thầy Quốc và cô Hương. Một thì chú Mạnh là bỏ công gia để xây bậc tam cấp và xây cái mái che cho mẹ và xây cái bục để thờ mẹ. Thì cô Minh Thông và cô xuất đạo á có gửi cho con một cái số tiền là 2 triệu để gửi cho thầy chú Mạnh cũng như là gửi lời cảm ơn của chú Mạnh. Dạ, con gửi chú Mạnh, chúc chú Mạnh được nhiều sức khỏe ha chú Mạnh. Dạ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 2 triệu ha chú Mạnh. Rồi. Dạ chú Mạnh nhận giùm con. Dạ vô Phật. Một Phật. Chị cũng tôi là cũng vợ của chú Mạnh. Cô là vợ của chú Mạnh hả? Đúng rồi. Dạ mô Phật. Tôi cũng chúc cho cô Trung Minh Đào cũng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và cũng làm ăn lên nên, với là đi cũng đi làm công đức cho ba tánh và chúng sanh cũng được nhiều sức khỏe. Mô A Di Đà Phật, cũng cảm ơn cô Trinh Đào nha. Cô Xúc Đào và cô Minh Thông. Cô Xúc Đào và cô Minh Thông. Cô Minh Thông. Dạ. Bây giờ tôi là Phật tử, pháp danh là Lãng Minh An. Nay cô Minh Đào với cô Minh Thông thấy Phật tử làm cực khổ thì cổ có lòng hảo tâm, cổ đưa cho một cái đồng ngân đặng mà cho Phật tử, để Phật tử xây chợ, đặng Phật tử mua qua quả trái cây để mà Phật tử giúp đỡ Phật tử, để mà Phật tử trả lễ cho mẹ, đặng Phật tử có đồng ngân, đặng Phật tử đi giúp đỡ cho thầy ngày mai cái đám giỗ. Thì bây giờ thì tôi chúc cho cô có một cái trí tuệ thông minh sáng suốt, chúc cho cô có nhiều sức khỏe, chúc cho cô có công ăn việc làm, chúc cho cô đi phóng sanh, chúc cho cô làm công đức công quả. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ con cảm ơn chú Mạnh, chúc chú Mạnh và cô được nhiều sức khỏe nha. A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Dạ cô Hương. Dạ. Hồi nãy lúc mà anh em con đi vào á, con thấy cô Hương đang trị bệnh cho cái anh nào đó, là cái anh đó là bị bệnh hay là mình làm như thế nào á cô Hương? Cái anh đó là tới đây á, là về nói về bên tâm linh á. Dạ. Thì người ta tới đây á, thì nhiều người ta tới đây có tâm linh theo tới sợ lắm, cũng như có quan gia trái chủ của người ta theo á. Dạ. Rồi cũ quyền cũng có, và anh em huynh đệ cũng có, cha mẹ cũng có, nó lúc mất chưa siêu á. Dạ. Rồi tới cái âm cốc này là người ta sợ. Là nhiều người như vậy luôn hả cô? Cũng như ta vô, người ta thấy người ta cũng tự nhập lên. Ta dạ. Tự nhập lên người ta nói. Là một, hai cái nữa là nhiều khi ngồi công phu với mình á, là người ta dắt đi liên tục, ta không có cho ngồi công phu. Cũng như ta nghe mình trì lăng nghiêm với niệm Phật á. Dạ. Thì người ta dắt đi tiểu liên tục vậy đó, người ta không có cho ngồi. Và những cái thành phần sớm giền cũng vậy, nhiều khi người con người ta mất á. Dạ. Người ta tới đây người ta cũng tự lên, ta tự lên cái người ta nói chuyện với mình. Chứ mình cũng không có, mình biết nhưng mình không có khai thị không gì, mình để tự nhiên luôn. Mà tự động ta ứng khẩu lên người ta nói chuyện. Là những cái phần âm ở bên trong người người ta ha cô Hương. Giờ những người anh em huynh đệ gần xa tới đây cũng vậy, thấy sao nó vô cái cốc của cô với ông thầy tu sao mà nó hồi hộp, nó sợ quá. Thì làm tác động cho con bụng dũng tay chân, rồi người khó chịu lắm, là cũng như là không muốn ở đây mà muốn đi về liền luôn á. Thì khi xong rồi cô hỏi là những cái phần đó là người ta hiện lên, ta nói là tại vì là vô đây thấy ánh sáng quá, thấy ánh sáng rực rỡ luôn. Dạ. Khi mà cô ngồi cô nguyện rồi á, là cô trì lăng nghiêm với niệm Phật rồi ánh sáng hào quang rực rỡ luôn, con thấy con sợ lắm, hào quang sáng rực lên luôn, nó nói rõ ràng nha. Cái cô mới nói mấy lần cô thấy kỳ quá, cô mới hỏi, cô nói sao nãy cái xác ngồi niệm Phật tu với cô mà tại sao dắt cái xác đi tiểu liên tục vậy? Thì cái phần này ta mới vô, người ta nói á, là dắt cái xác đi nhóm cảnh,
nó nói vậy đó. Cái cô mới biết, cô nói cái này có cái cảnh đẹp gì đâu mà đi ngắm cảnh, cái này là các vị vô thân rồi, các vị là không cho cái xác này ngồi để tu tập nè, là các vị dắt đi nè. Nói một lát mới vô thú nhận, nói là con thấy ánh sáng quá, con sợ dắt đi. Cô Hương nhiều, dạ, cô Hương nhiều lúc mà cô Hương đang trị bệnh cho những cô chú đến đây đó, thì có khi nào những cái phần đó người ta xảo, người ta bỏ chạy một hơi ra ngoài luôn không cô Hương? Chưa có. Chưa có, nhưng mà có hiện lên nói chuyện thì có. Cũng như nằm giỏng chơi thì có hiện lên luôn. Hiện lên luôn. Thôi ngồi đang công phu vô, công phu với cô cũng tự hiện lên luôn. Còn thôi về khóc lại. Có hết. Dạ, đây cô Hương với lại thầy Pháp là mình cũng chỉ về những cái phần tâm linh đi theo được hả cô Hương? Cô thì cô tu thôi, cô không có chạy. Dạ. Nói đầu ngay thì cô tu để cô giải thoát thôi. Dạ. Trước cứu mình, cho thanh tịnh và an lạc để hết khổ đau. Dạ. Tại tâm mỗi người động là nó phải khổ đau, thì tu làm sao cho tâm thanh tịnh là hết khổ đau. Là cũng như tâm thanh tịnh rồi thì mình hết ham muốn gì nữa rồi đó, thì khổ đau nó không còn nữa. Còn trị bệnh tâm linh thì cô chưa có trị, nhưng mà tự động người ta ứng khẩu lên, người ta nói chuyện như mình trợ duyên thì cô cũng nói chuyện luôn. Dạ. Thì cô chỉ đường dẫn lối cho cái người mà hữu hình đó. Dạ. Còn biết tự chuyển nghiệp, cũng như là cái những cái phần con hay củ quyền hay anh em hay chồng con mất đi theo ứng khẩu lên nói, thì cô hướng dẫn, cô chỉ cho về cách để mà biết giải cái nghiệp đó, hay hoặc cứu người thân của mình như thế nào. Còn người ta ứng lên, ta nói chuyện với cô thì cô chia sẻ cái thành phần đó người ta biết rồi đó, thì người ta xả ly về, người ta không hành cái xác này nữa, người ta y giáo phụng hành nghe lời Phật dạy, thì cái xác này về tu, người ta tu theo. Dạ. Để người ta liều khổ được vui. Dạ, mô Phật. Tự động ta lên à, chứ cô thì cô không có chỉ cái đó. Dạ, mô Phật. Nhưng người nào đủ duyên á, thì cần cô thì cô mới chỉ, cũng như cái phần tâm linh mà theo chú á, ví dụ vô sát chú đi mà người ta cần cô á, cần cô nói à cô ơi, cô con nhờ cái tha lực của cô hay nhờ cái công đức của cô cho con thì con mới về được, thì cô cho. Dạ. Nhiều người ta ứng vô, ta nói cái chú này con theo ba đời báo quán rồi, nhưng mà chú này càng theo thì chú này không có biết tin sâu nhân quả, thì con theo như vậy con báo quán con cũng thấy con khổ lắm, con mệt mỏi quá rồi. Thì nghe cô Hương khai thị á, con nghe thấm quá đi, thôi bây giờ con xả ly. Giờ cô Hương á, đem cái công đức của cô Hương á, cô cho con đi, giờ cô hồi hướng cho con đi, con tự siêu. Dạ. Nhưng mà cô lập cái bàn ở ngoài á, cô mua bông trái cây với lại cúng trà nhang rồi cho con đi, rồi tự động con đi siêu. Cái dạ. Cô mới nói á, là cô có làm gì có công đức đâu mà cho được, cô là người dân mà sao mà cô cho công đức cho các vị được. Thì các vị đó nói là tại vì á, là cô tu, cô có công đức có ánh sáng rồi mà cô không biết á, nói vậy đó. Nên cô hồi hướng cho con là con tự hưởng con về. Thì khi cô cũng nghe người ta nói vậy thì cô cũng ra, cô cũng hồi hướng công đức cô cho. Thì qua ngày sau người ta đi siêu á, thì người ta hiện nguyên hình cho cô thấy á, là người ta đi siêu, người ta máy bay cô. Dạ. Người ta chào cô giỏi vậy. Hay quá, Phật Pháp rất nghĩa màu hả cô Hương? Ở cô Hương, bữa nay con quay lại cái nơi tu tập của cô Hương với lại thầy Pháp á. Cô Hương lại đây cho con hỏi tí xíu này. Là hình như là ngày trước con nhớ là mình chén gạch hình như ở cái khu này thôi, chứ đâu có ra tới đây. Cô Hương, hình như cô Hương mới làm thêm phải không? Đúng rồi, làm thêm đó. Mà bữa nay con tới thấy đẹp quá nè. Tại vì vòng Phật tử về thấy chán ít quá đi, giờ không có đủ ngồi. Giờ ngồi dưới đất thì dơ quá đi, cái Phật tử mới nói là cô Hương chán ra cho nó dài chút nữa đi, cho Phật tử về đây có chỗ ngồi lại cho nó rộng chút. Dạ. Thì cô Hương cũng phát cái tâm lên á, là cái cô sóc đầu bên Mỹ cho cô Hương 2 triệu đó. Dạ. Thì cô mới xuất ra 1 triệu đưa cho chú Mạnh. Dạ. Chú Mạnh mua cát với gạch nè, về chú Mạnh chán ra nó rộng một xíu vậy nè. Dạ. Đó, để cho Phật tử ta về có chỗ ngồi cho nó rộng chút. Dạ. Ở lúc ta về 4-5 người hay 7-8 người gì đó, không có chỗ ngồi dưới đất thì nó dơ quá đi. Dạ đúng rồi, thì sạch cô, đẹp quá. Cô chức ra 1 triệu cô đưa chú Mạnh làm đó, mua cát với xi măng với lại gạch về là chán lại hết rồi đó. Dạ. À, cô Hương, cô thấy hình như sao mình gắn có một cái bóng đèn cà na nhỏ xíu rồi cô Hương. Chứ đâu có tiền đâu mua hào quang cho mẹ. Cô cũng mua dây với lại bóng đèn về, cô gắn cái cà na rồi cho nó hơi sáng cho ban đêm cho những người ta qua lại đó. Ta tới đây ta ghé, người ta thấy sáng là ta thắp nhang cho mẹ. Chứ cô đâu có tiền đâu mua hào quang. Mua hào quang giờ hỏi tới 1 triệu mấy rồi.
Một triệu mấy cái Hào Quang. Dạ, nữ như cô đâu có tiền. Dạ. Mẹ chưa có Hào Quang. Hào Quang là ở dưới phía sau mẹ hả cô Hương? Đúng rồi. Dạ. Sau mẹ có Hào Quang tròn tròn vậy nè. Chớp chiếu lên á. Nhưng giờ chưa có làm, không có tiền. Giờ cô gắn cái đèn cà na đỡ. Dạ. À đúng rồi, con thấy hình như thiếu phía sau mẹ thiếu Hào Quang. À, cô Hương, còn cái điều nữa nãy giờ con để ý là con khi mà trò chuyện với cô Hương á thì con để ý con thấy hình như cái ao này của mình sao cá nhiều quá vậy? Tại vì Phật tử ha, người ta về đây người ta phóng sanh. Dạ. Phật tử người ta về đây người ta phát tâm á. Dạ. Người ta mua cá. À, cá lóc, cá chê, cá rô giờ. Với lại quân biết không, tháng 7 này nè là báo hiếu cha mẹ mới hiếu một từ liên á. Là người ta lợi nhiều lắm. Dạ. Để tháng 7 mà. Dạ. Cũng bảy lần báo hiếu cha mẹ đó. Dạ dạ. Ừ, đúng rồi. Dạ mô Phật. Thì ngày mùng 1 ta tới đây ta phóng sanh. Ta mua ớt, mua đồ đó, nhái đồ đó. Có ớt hả cô Hương? Có ớt, có nhái. Ta mua tao phóng sanh đó. Ôi, bữa đó vui lắm. Bữa đó vui lắm. Vui lắm. Vui lắm. Thì ở đây hàng tháng đều phóng sanh mà. Phóng sanh ở dưới cái ao mình hả cô? Hàng tháng Phật tử về đây đều phóng sanh. Là cái ao của mình là toàn là cá phóng sanh là cô chú thả xuống là mình nuôi luôn hả? Đúng rồi. Thôi cô Hương dẫn con lại cái ao mình xem thử hả cô Hương? Với lạ quân biết làm sao không? Đặng mỗi ngày nó tu á, nó tu nó nghe mình đọc kinh á. Ớt nè, dạ. nó nổi đầu lên nè. Nó, ôi nó, ôi. Nó nghe kinh không à? Nó tụ về đây nó nghe kinh không à? Ôi nhiều quá vậy? Ừ. Tại vì thả thường thường ta thả là ta đi tùm lum phải không? Dạ. Nhiều chỗ còn này nó tụ về góc này. Ôi không ha, nó không có nhảy đi hả cô Hương? Không, nó ngồi nghe chỗ đó hoài vậy, cái nó nghe kinh hoài vậy đó. Rồi lắc coi. Tại vì nó giác ngộ rồi, tại vì bữa cô quy y cho nó đó. Dạ. Rồi nó nghe rồi đó, bắt đầu nó tu nó giải thoát luôn mà. Nó bỏ cái báo thân con ếch này á là đời sau nó được làm người đó. Dạ. Nó tại vì nó nghe niệm Phật hàng ngày luôn mà. À cô Hương, ở dưới con cá mà nuôi cá gì mà con thấy ngớp đầu lên bự dữ rồi cô Hương? Cá cha. Cá cha hả? Cá cha có, cá lóc có. Ui. Cá rô có, rồi cá diêu hồng có. Cá chê có, đủ thứ cá luôn. Mà đặc biệt á là hàng năm á, là mấy năm về trước chưa thả cá đó là cái ao này cạn queo. Tháng 2, tháng 3 là cạn sát đáy luôn, nước dạ. Mẻ luôn. Kìa kìa con có cha mà từ kìa. Ngày cô về đây rồi á là có nước rồi á, là cô phát tâm, cô thả cá xuống cái hang. Dạ. Là bắt đầu cái ao này nó không cạn. Không cạn luôn. Cạn nhưng mà ở đây không cạn. Khi cô thấy nó cạn rồi đó, cô sợ nó chết á, thì sớm người ta nói á, là kêu máy bơm nước vô đi để mấy con cá nó chết. Thì cô đâu có tiền đâu, cô bơm. Cái dạ. Cô mới cầu nguyện cha với mẹ. Cô nói cha mẹ ơi, thương con thì thương mấy con cá giùm cho con. Tại vì con cũng mua cá phóng sanh, thì Phật tử con thì cũng về đây mua cá phóng sanh. Thì ao nó sắp cạn rồi, thì con không có tiền bơm nước, thì cha cho đám mưa cho lớn đi, cho mấy con cá này có nước để nó sống. Thì tự nhiên qua ngày mai chỉ một cây mưa dữ dội luôn. Mưa một cái rồi đầy nhóc cái ao luôn. Hay vậy? Cô mừng vô cùng. Mà 2 năm khỉa rồi cái ao này không cạn, cô thấy niệm màu nhiệm. Dạ. Còn mấy năm kia nó cạn sát đáy luôn, không còn một miếng nước luôn đó nha. Mà đặc biệt 2 năm nay cá nó càng lớn càng nhiều thì ao này nó không bao giờ cạn luôn, cô để ý. Nó hay vậy đó. Dạ. Ở đây mình nuôi được bao nhiêu năm rồi cô Hương? À, thì cô về mấy năm nuôi mấy năm á. Là cô Hương về nay là 2 năm là nuôi đúng 2 năm luôn á hả? Hiện tại bây giờ là cái số cá ở dưới cái ao mình là nhiều không cô Hương? Cá cũng tính ra cũng cả mấy chục ký á, nó là giá bỏ ra. Mấy chục ký là cá nhỏ ha, còn cá nó lớn lên là còn nặng hơn nữa hả? Ừ. Nhắc chưa nó nổi đen ao hết luôn. Ôi ôi. Cái đầu đen ao hết luôn. Không vậy con ghé mà con không phát hiện luôn, nay con thấy sao đen đen, cái đầu đen đen ngớp lên quá trời nè. Ừ. Giờ cá này mình dự định là mình nuôi tới chừng nào cô Hương? Thì nuôi nó chừng nào nó chết thôi. Siêu thoát thôi ha cô Hương. Ừ, ngày nào chết siêu thoát thôi. Ở đây là có người nào lại xin mình câu không? Không. Không có dám xin câu đâu. Tại dạ. Vì thấy mình đây mình cá phóng sanh không, ta không dám đụng vô đâu. Dạ. Thả đây là an toàn nhất. Có khi nào bị trộm không cô? Cái trộm mình ngủ ban đêm thì mình cái đó mình không biết. Dạ. Mà không ai tới đây. Ban ngày thì mình không thấy ai tới đây hết á, nhưng mà ban đêm thì người ta có câu trộm hay không cái đó mình ngủ mình không biết. Nhưng mình cũng nguyện hết rồi, mình nói các vị bỏ cái thân cá này thì các vị dán niệm Phật nha, bỏ cái thắt cái xác thân cá này thì đời sau các vị được lên thân người nha. Dạ. Thì phải dán tu tập. Đừng có để mình làm kiếp cá nữa, dán tu tập đời sau, dán ăn hiền ở lành, tu tâm tích đức, dạ. Giữ giới. Đó. Mình cũng khai thị hằng ngày hoài vậy đó, mình ra cái mình ngắm, mình khai thị vậy đó. Dạ, hay quá.
hôm nay con mới phát hiện ra. Và cái điều đặc biệt ở đây là sao con thấy ếch không nhảy luôn cô Hương? Thì nó tụ về góc đó, nó ở đó luôn, nó nghe kinh mà nó đâu nhảy đâu. Mà nó không có chết, nó ở vậy thôi. Dạ, là hàng ngày là ở, con thấy ở đây mình đều có bắt kinh. Bắt kinh 24/24 niệm Phật. Ở nhà trên thì máy niệm Phật, ở nhà dưới có máy niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật liên tục ngày đêm. Hay ha cô Hương. Còn con nhớ, con nhớ hồi kỳ cô Hương có kể con một cái chuyện mà khi đó con không có quay cái chuyện gì, một cái con bò đó cô Hương. À, con bò hà, ông cậu kế bên là ông nuôi bò rất là nhiều. À, là ông cột không à, ông không có thả lan. À, cũng như lúa người ta trồng lên á, ta xạ đồ thả thì sợ nó ra nó quần, ông cột không à. Dạ. Không biết bữa đó không biết cũng là cũng tới ngày giờ nó sắp sửa ra đi hay sao, nó biết hay sao tự nhiên nó giật dây, nó xúc đi cái nó chạy thẳng qua bên này mà ruộng đồng trống vậy mà nó không ra, mà tự nhiên mình ở trong hẻm hốc vậy mà nó lủi ra cái hẻm hốc thì nó chui vô đây nằm. Nằm ở đâu cô Hương? Nó nằm đây nè, cái đầu nó đưa vô cái nhà mà cái chân cái đít nó đưa ra cây xài vậy nè, là ngay cái vị trí này là cái đầu là đưa vô trong trong nhà, cái đầu nó đưa vô đây thì nó nằm hoài vậy, nó không có đi. Thì ông thầy ông mới qua kêu ông cậu qua để dắt nó về, nhưng mà dắt nó không về, nằm bẹp luôn nó không về. Dạ. Nó không về thì cô thấy vậy cô mới đứng ra cô quy y cho nó, cô niệm Phật cho nó, tại vì là cô cũng không có biết nó chết đâu, thì quy y niệm Phật bữa nay là ngày mai người ta kéo nó về á. Dạ. Thì tối đó không biết sao á nó lăn xuống cái ao rồi nè, niệm Phật xong cho nó quy y xong tối nó lăn xuống ao này nhưng mà nó còn sống á, người ta kéo nó về qua bên đó đó, qua ngày mai chết luôn, chết người ta làm thịt luôn, chết luôn. À, ta làm thịt luôn. Cái cô mới sốt quá, cô nói trời ơi ngày hôm qua nó qua đây nó nằm vậy mà nó được nghe kinh đó, nó nghe kinh cũng mờ cũng quy một đêm luôn, một ngày luôn đó. Cô vớt nước mắt luôn mà cô nói trời ơi con bò kìa, nó qua đây mà nó nghe kinh được tới một đêm luôn á. Chiều đó nó qua là nó nằm ở đây một đêm, qua ngày mai sáng lại cái người ta mượn người tới cẩu nó về bên đó, cái qua ngày mai chết thì người ta làm thịt. Cô nói trời ơi, thì nó qua đây nó kêu mình quy y cho nó đó. Cô nói là cô vớt nước mắt cô đấy, thì ra nó biết ngày giờ nó đi hay sao. Thương quá hả cô Hương. Ừ. Sao kể cái lúc này cô Hương khóc luôn cô Hương. Ừ, thấy nó thương. Dạ vậy con cảm ơn cô Hương nha. Để con vào trò chuyện với lại thầy Pháp tí xíu. Dạ. Dạ con chào thầy. Mô Phật. Dạ nãy giờ con chào thầy mà con chưa có trò chuyện với thầy. Thầy đi vô chỗ mát cho con trò chuyện với thầy tí xíu nha. Hôm nay con quay lại cái nơi tam bảo của thầy thì con thấy khác quá thầy. Đẹp. Dạ mấy nay Phật tử về cái nơi tu tập của thầy nhiều không? Đông không? Nhiều. Nhiều hả? Tôi mấy bạn xóm mẹ qua ngồi lại Phật, lại tùm lum hết đó. Dạ. Rồi xong rồi nước nhang và thỉnh nước uống. Đó. Rồi có cái người ta nói về mẹ đẹp và thiếu cái hầu quang. Hầu quang. Thiếu hào quang. Đúng rồi. Cái hào quang như nãy cô Hương nói là hào quang ở trên ngay đầu mẹ ha. Đầu mẹ. Dạ. Giống vậy nha. Dạ dạ. Đó. Cái hậu quang bự lắm à. Dạ. Đó. Không có tiền mua. Dạ. Thầy Pháp, ngày trước mà chưa có mẹ về á, chưa thỉnh mẹ về thì cô chú có đến mình đông không thầy Pháp? Ít đến không? Ít đến không? Có mẹ tới giờ đến hoài à. Đến hoài luôn? Đến không? Ngày nào cũng đến luôn. Dạ. Con thấy cũng rất là mừng luôn á. Dạ. Thì con cũng mong là trong những cái ngày sắp tới thì thầy Pháp có thể là thỉnh được cái hào quang và mình có thể là mình thỉnh thêm nhiều Phật nữa để gì cho thầy Pháp và cô Hương tu tập với lại cứu độ chúng sanh. Dạ mô Phật. Mong cô bác nơi gần nơi xa, anh chị chú bác nơi gần nơi xa, Phật tử nơi gần nơi xa giúp cho em cháu được Phật có chỗ tu lại cứu độ chúng sanh. Dạ. Giúp ba tánh tai qua nạn khỏi và ăn khang dinh dưỡng và không có bệnh hoạn. Dạ. Và đi làm cũng đi bố thí mấy người khác nữa, không phải một mình đây không. Dạ. Bố thí người khác nữa.
Dạ. Dạ một Phật. Dạ thì con cũng chúc thầy pháp được nhiều sức khỏe trên con đường thầy pháp tu tập, được tinh tấn hơn để thầy pháp có nhiều cái nghị lực trong cái cuộc sống, với lại cái con đường mà tu tập của thầy pháp được thông suốt, thầy pháp có thể là giúp cho ba tánh mà giúp cho đời ha thầy pháp ha. Dạ một Phật. Dạ thì con cũng xin phép thầy pháp con về ha thầy pháp ha. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ một Phật. Dạ Quân cũng cảm ơn cô chú anh chị trong nước ngoài nước đã tạo điều kiện để cho anh em của Quân đi đến những cái nơi tu tập, cũng như cái nơi mà chùa, những cái nơi mà còn thiếu, chưa có đầy đủ, thì anh em Quân sẽ cố gắng kết nối. Thì Quân cũng cảm ơn cô chú anh chị trong nước và ngoài nước rất là nhiều luôn. Quân cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở những cái video tiếp theo nha.